Mới đây tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đã có buổi làm việc với ông Daniel Lee, trợ lý trưởng đại diện thương mại Hoa Kỳ USTR, phụ trách đổi mới, sáng tạo và sở hữu trí tuệ để thảo luận về các vấn đề hợp tác kinh tế thương mại song phương, trong đó có sở hữu trí tuệ, thương mại số và kinh tế số. Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ, tích cực và hiệu quả của USTR trong việc thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ thương mại và đầu tư giữa hai nước, cũng như vai trò của Hội đồng TIFA những năm qua. Khẳng định Việt Nam coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam và mong muốn quan hệ kinh tế thương mại song phương ổn định phát triển, tiếp tục đưa quan hệ đối tác toàn diện đi vào chiều sâu, thực chất, mang lại hiệu quả thiết thực cho cả hai bên. Thứ trưởng cho biết, Chính phủ Việt Nam hết sức quan tâm đến vấn nạn hàng giả, hàng nhái, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ. Trong những năm qua, đã đưa ra nhiều giải pháp kịp thời, quyết liệt và đồng bộ để giải quyết vấn nạn này. Trợ lý USTR Daniel Lee đánh giá cao việc Chính phủ Việt Nam đã thực hiện nhiều hành động thiết thực và hiệu quả để cải thiện việc bảo vệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm sửa đổi luật sở hữu trí tuệ, gia nhập Hiệp ước về bản quyền tác giả và Hiệp ước về biểu diễn và bản ghi âm của Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới. Hai bên thống nhất cần tăng cường hơn nữa các hoạt động hợp tác về sở hữu trí tuệ trong khuôn khổ Hội đồng TIFA, bao gồm cả các hỗ trợ kỹ thuật, chuyên gia từ phía Hoa Kỳ.